Hồng Loan tìm thấy bí mật được cất giấu của bà Vũ Linh khi dọn phòng. Cuối năm, Hồng Loan dọn dẹp nhà cửa để đón Tết Nguyên Đán. Hồng Loan chọn căn phòng kỷ niệm của cha làm nơi đầu tiên mà Hồng Loan dọn dẹp. Và trong lần dọn dẹp này, Hồng Loan đã tình cờ tìm thấy được một di vật của cha để lại, khiến Hồng Loan vô cùng sửng sốt và đầy bất ngờ. Đối với Hồng Loan có thể nói là vô cùng xúc động, vì hơn ai hết, Hồng Loan chính là người thương nhớ cố nghệ sĩ nhiều nhất. Tình cảm của chúng ta chỉ đơn giản là khán giả dành cho thần tượng, nhưng đối với Hồng Loan là một người con gái dành cho cha của mình. 10 tháng qua, hẳn chưa một ngày nào Hồng Loan thôi nhớ đến cha, bởi còn đó quá nhiều lo âu về những điều mà Loan còn chưa thể hoàn thành cho cha. Đó chính là những di vật, kỷ vật đã bị phượng ve đánh cắp không thương tiếc. Người đi vẫn ở lại, nhưng ai đó đã đánh cắp. Người đi liệu có yên khi còn đó những muộn phiền, Hồng Loan vẫn thế vẹn nguyên. Thương cha hồi hướng, gia duyên phước lành, cho cha tịnh độ siêu sanh, cho cha thoát tục an lành vô âu. Cho dù kỷ vật ở đâu, mong manh hy vọng ở đâu cũng tìm. Đúng như vậy, chúng tôi dám chắc là cho các manh mối có mong manh tới đâu, nhưng nếu còn dấu vết thì Loan cũng sẽ không bao giờ lắc đầu, ngừng tìm kiếm. Và di vật vừa rồi mà Loan tìm được cụ thể là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chính phân tích ngay sau đây. Mới đây, trên trang cá nhân của Hồng Loan đăng tải đoạn clip cô đang lau dọn lại căn phòng cho bà Vũ Linh cùng những chia sẻ khá xúc động như sau. Hôm nay con gái dọn dẹp chuẩn bị đón Tết về. Bao nhiêu ký ức ùa về mỗi khi con cùng các cháu về thăm ba. Bước vào cánh cửa là bóng dáng của ba ngồi tại chiếc giường này. Còn giờ đây, con thèm biết bao nhiêu được thấy ba, được thấy hơi ấm của ba. Dọn dẹp đến đâu thì đâu xót nhớ thương đến đó. Ba ơi, ba đang ở đâu? Con nhớ ba lắm, ba ơi. Một điều tuyệt vời nhất ba để lại cho con mà con không ngờ tới. Trong lúc con dọn dẹp con đã nhìn thấy, và đó là tất cả những gì ba im lặng từ bấy lâu nay. Ba ơi, con cảm ơn ba. Ba đã yêu thương và bảo vệ cho con cháu từ bấy lâu nay. Hiện tại dòng chia sẻ này đã khiến khán giả vô cùng hào hứng. Hàng loạt giả thuyết đã được đưa ra và chúng tôi cũng có một giả thuyết của riêng mình. Trước khi đến với giả thuyết, chúng ta hãy cùng nghe qua các cảm xúc đến từ Hiệp hội Vì Yêu Thương Mà Đến. Đầu tiên là nghệ sĩ Ngân Tuấn chia sẻ rằng, con gái hãy cố gắng giữ gìn những gì mà ba để lại cho con để thế hệ sau này còn nhớ mãi về ba con nha. Chú chỉ mong thế thôi. Tiếp theo là chị ba Bình Tinh, mấy chai dầu thơm, 80 năm rồi đó móm. Kế tiếp là chị Ni, thương lắm, ráng bảo vệ móm. Rồi tiếp thêm cho con sức mạnh nhà chú Năm, quỷ ám con quá chú Năm ơi. Ở dưới chú Năm có xài Facebook là con tâm sự cả đêm dài, lúc đó chú sẽ nói trụng chúng đi con quá. Cuối cùng là ca sĩ Nguyên Vũ, ngoan quá nè, anh thích thấy em gái như vậy nè, luôn chăm lo cho gia đình và luôn thương ba. Có thể thấy hành động vừa rồi của Hồng Loan đã được các anh chị trong Hiệp hội Yêu Thương Mà Đến vô cùng hài lòng. Ai cũng ủng hộ việc giữ gìn kỹ vật của cố nghệ sĩ. Thích nhất là lời bình luận của chị Ni. Thông qua lời bình luận của chị Ni, chúng ta có thể cảm nhận được một sự chịu đựng và nhẫn nhịn vô cùng tuyệt vời để vì cái chung và cái chiến thắng của Hồng Loan. Vì chỉ có những cái đầu lạnh mới đủ tỉnh táo để giải quyết được mọi vấn đề. Quay trở lại với status của Hồng Loan, lúc nãy chúng tôi có nhấn mạnh một câu, một điều tuyệt vời nhất ba để lại cho con mà con không ngờ tới. Trong lúc con dọn dẹp con đã nhìn thấy và đó là tất cả những gì ba im lặng từ bấy lâu nay. Trong câu nói này của Hồng Loan khiến chúng tôi hình dung ra rằng điều tuyệt vời mà Hồng Loan tìm được có thể là một cuốn nhật ký hoặc là một lá thư mà cố nghệ sĩ đã bí mật viết để gửi lại cho Hồng Loan. Câu nói, đó là tất cả những gì ba im lặng từ bấy lâu nay đủ để chúng ta hiểu. Những gì xảy ra hôm nay đã được cố nghệ sĩ sắp xếp từ lâu. Có thể cố nghệ sĩ đã nhìn thấu được bộ mặt của sáu bào, bảy báo và phượng ve, càng chứng thực được thông qua câu nói vừa rồi. Trước là một chia sẻ của Bùm Bùm từng nói rằng bác Năm từng gọi hai vợ chồng Bùm Bùm về tâm sự riêng. Trong buổi tâm sự đó, bác Năm có vẻ rất đề phòng Kim Hô và đâu đó cũng có một sự gì đó đề phòng bà Sáu. Sau đó một lần ở bệnh viện, chị Ni từng chia sẻ là cố nghệ sĩ đã nhắc Hồng Loan hãy cố bảo vệ nhà và đất vì bộ mặt và âm mưu của sáu bào và phượng ve ông đã vô tình phát hiện được trước đó rồi không chừng. Và nay, tất cả những gì ba im lặng bấy lâu nay là một bầu trời sự nào đó mà Hồng Loan vừa tìm thấy được từ cha. Thật là quý báu đối với Hồng Loan. Dù không biết đây là nhật ký hay là bức thư, nhưng có thể nói đây còn quý hơn cả gì chút. Phượng ve, sáu bào, Kim Hô và các con kền kền khác chắc chắn sẽ được gọi tên trong lần phát hiện này. Hàng loạt sự im lặng có thể cũng là sự im lặng về di chúc. Nếu như vậy thì Hồng Loan sẽ có thêm niềm tin và vững lòng trong hành trình bảo vệ hình ảnh và tài sản của cha Vũ Linh để lại. Hy vọng sự phát triển lần này sẽ có thể giúp ích cho vụ án. Phía phượng ve lần này sẽ lên bờ xuống ruộng.
Hơn ai hết, chính bọn chúng rất hiểu những hành vi sai trái của mình ngày nào. Ngày định tội, càng ngày càng đến gần rồi, mẹ kênh kênh ơi. Nhớ hồi xưa ở các video phỏng vấn cố nghệ sĩ trên sân khấu, đi đâu cố nghệ sĩ cũng nói có một đứa con gái thôi. Lỗ tai cây hay sao mà bên kênh kênh lại không nghe không hiểu. Lợi dụng cố nghệ sĩ chết không đối chứng thì kêu con của ông là tu hú. Ông linh thiêng nên cho cả đám lên bờ xuống ruộng chuyến này đã dẫn dắt Hồng Lan tìm được một di nguyện nào đó của ông. Lần này mà quay đầu cũng không còn kịp nữa rồi. Yêu thương đồng đầy của cố nghệ sĩ không ai khác, mãi dành riêng cho Hồng Lan, giọt máu duy nhất của ông trên trần gian hiện tại. Và thông qua cái status vừa rồi của Hồng Lan, chúng tôi thấy được một điều vô cùng vui, đó là cách chơi chữ, thả văn của Hồng Lan này đã sắc bén hơn nhiều. Không cần động chạm hay gọi thẳng tên, nhưng những câu chữ vừa rồi vừa thừa tính sát thương cho bọn kền kền, nhất là kẻ cầm đầu. Và cách đặt để câu chữ vô cùng tinh tế của Hồng Lan giúp chúng ta nhớ đến cách nói chuyện, ý tứ, khéo léo của cố nghệ sĩ, từng gửi đến Phượng Ve ở cái lần nhắc khéo. Phượng à, con không phải họ Võ nhà con. Đúng là cha truyền con nối, kẻ khôn ăn nói nửa lời, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo. Theo dõi drama này gần một năm nay, theo mình nghĩ chú Vũ Linh đi chiến thuật này rất là hay. Nếu chú để lại di chúc rõ ràng thì chuyện đã quá êm xuôi. Nhưng chú phải làm như vậy để cái bọn tham lam em, cháu của chú phải đưa Hồng Lan ra ánh sáng. Vì cái sự tham lam giành giật của bọn chúng, vì 37 năm qua Hồng Lan đã ẩn mình trong bóng tối rồi. Nhưng vì lòng tham của bọn chúng đã kéo được Hồng Lan ra ánh sáng và được hào quang danh vọng một gia đình đầm ấm, mọi người yêu thương, ngưỡng mộ như bây giờ. Hay quá chú Vũ Linh ơi, quá xuất sắc, trùng cuối là đây chứ đâu. Về nghe lời quậy đục nước, nên ngáo phải cho kẹo ăn, mà quan trọng là cho ăn được bao lâu và cái giá phải trả như thế nào, thời gian sẽ trả lời. Nhưng thấy trước mắt là mất nhiều hơn được, trong khi các nghệ sĩ khác đường hoàng ngẩng cao đầu biểu diễn tất cả các sân khấu lớn nhỏ tại quê hương, nơi chung nhau cắt rốn, còn Phượng thì phải lưỡi thủi tha phương đi hát nơi đất khách, mà không phải đứng hát trên một sân khấu chuyên nghiệp, chỉ ở những nhà hàng hát với nhau nghe, ra đường gặp ai cũng bảo sao kê, thật không hiểu nổi. Sao mà có thể dám đánh đổi cả sự nghiệp của bản thân, của chồng và của con bởi cái tham lam đố kỵ của mình như vậy? Có bao giờ tự vấn lương tâm mình hay chưa hả Phượng? Em ơi anh ghét ghét mấy đứa nó lì quá trời, giống như là con ruồi bay vòng vòng trên da. Em ơi anh ghét ghét mấy đứa tham lam quá trời, của không phải của mình mà cạp hoài không tha. Cắt đôi cái nhà, em sung lên cắt đôi cái nhà. Em cắt cây nhà không được, em quay sang em sợ hủ luôn. Nỗi đau cái nhà của công sức chàng ta để lại, em cháu em dành cả ngày, dành già đồi, dành đồi hoài mãi.